với profile thì việc quản trị người dùng nó rất là thuận tiện. Chúng ta cũng có thể nhóm những cái người dùng với đặc tính xác định vào một nhóm profile đó, ví dụ như profile cho marketing, profile cho đơn vị sale, profile cho đơn vị liên quan đến ứng dụng, profile cho người dùng bình thường. Với mỗi profile đó thì chúng ta sẽ quản lý các tài nguyên cũng như là cái thông tin về mật khẩu, thông tin về cái quá trình sử dụng nó cho nó hợp lý. Ví dụ ở đây chúng ta có thể giới hạn được cái CPU trên session bao nhiêu, CPU gọi CPU bao nhiêu này, cái collect time là bao nhiêu này, idle time rồi concurrent bao nhiêu, lượng đọc block trên một session vân vân, private SCA hay là cái composite limit, tất cả cái này chúng ta đều có thể là cấu hình được hết trong một cái rồi. Ngoài ra chúng ta cũng có thể cấu hình các cái chính sách liên quan đến mật khẩu. Đây chúng ta triển khai tính năng cho mật khẩu đây. Chúng ta lưu trữ các cái mật khẩu của người dùng, cho phép không cho phép người ta đặt lại mật khẩu để bảo an toàn. Rồi mỗi mật khẩu chúng ta kiểm tra cái độ phức tạp, ví dụ như 8 ký tự hoa, ký tự thường vân vân. Người dùng thì đang bị khóa mật khẩu quá lâu mà không thay đổi hết hạn. Tất nhiên là với cái user mà quản trị sysman, sysdb, sndb, chúng ta không đặt các profile nhé, để mặc định thôi, để đảm bảo tránh việc lỗi database. Với mật khẩu thì profile có một số cái option như này: số ngày hạn, ví dụ như chúng ta đặt là 4 tháng 120 ngày. Khi mà lock thì số ngày mà sẽ expire trước đó là bao nhiêu, trước khi lock là 7 ngày. Rồi số mật khẩu lưu giữ trong quá khứ là 2 mật khẩu, ví dụ như mật khẩu nhất, mật khẩu thứ hai, mật khẩu thứ ba, thì chúng ta sẽ được có thể là lưu giữ và có thể quay lại dùng mật khẩu nhất được. Rồi một số tính năng ví dụ như là sau khi login mà lỗi sau 3 lần bị lock. Để xây dựng lên cái hàm kiểm tra mật khẩu ấy, thì chúng ta dùng cái thủ tục là Ultimate Password Manager.sql, thì nó sẽ sinh ra một cái hàm để kiểm tra chúng ta. Hàm thì với MG thì nó hàm verify function MG, với 12C1 read1 thì nó sẽ có một cái hàm 12C verify function, với 12C2 thì nó sẽ có một cái 12C strong verify function. Ở đây thì để đảm bảo an toàn cho mật khẩu ấy, thì chúng ta cũng định nghĩa rằng mật khẩu đó nó có bao nhiêu ký tự này. Mật khẩu đó là có cho thường là không cho phép giống với tên tài khoản, hoặc là tên tài khoản, ví dụ tên tài khoản là HNDBA thì nó kèm HNDBA1, HNDBA2, kèm số cũng không cho. Hay là chúng ta có một cái tài khoản dễ nhớ, ví dụ Oracle hay gì đấy, chúng ta có thể là không cho phép những cái tài khoản đấy, hay là admin hay là root vân vân. Và chúng ta cũng có thể đặt là có ít nhất là một ký tự và một số. Và có thể là đặt ra cái chính sách là nó khác hoàn toàn so với mật khẩu cũ trước đây, ít nhất 3 ký tự. Ví dụ mật khẩu cũ của chúng ta là ABC D 1 2 3 4 thì phải khác 3 ký tự, ví dụ khác ABC hay là AB1 chẳng thế. Chúng ta có thể thay đổi cái profile mặc định như bên dưới đây, ví dụ như là chúng ta đặt cái password lifetime là 180, cũ là 120 đúng không? Chúng ta đặt một cái delay time là 7 ngày. Rồi chúng ta đặt một cái login fail 10 lần login. Sau đó là lock 1 phút. Cái hàm của chúng ta là hàm Oracle 12C verify function. Khi người dùng có thể để có thể là tạo được một cái object nào đó thì phải được gán một cái quyền để truy xuất vào table space để sử dụng.
default là tablespace user, và nếu mà không được gắn quyền quota hay là gắn quyền unlimited tablespace thì sẽ không tạo được các object về sau. Sau đó chúng ta là một là gắn quyền unlimited tablespace, hai là chúng ta gắn cái hạn mức gọi là quota cho cái user đó, mà khuyến cáo là dùng quota để cho đơn giản, cũng như là cho chúng ta hạn mức cho user, ví dụ bởi vì user người ta thường là tạo tràn lan đi, sau này quản trị nó sẽ rất là vất vả, do đó chúng ta nên đặt một cái quota, ví dụ như là mỗi một user chúng ta đặt cho nó là 10GB, 20GB, 50GB gì đó. Cái nguyên lý mà để đảm bảo an toàn và liên quan đến quyền ấy, đó là nguyên lý tối thiểu hóa quyền. Tối thiểu hóa quyền có nghĩa là khi nào thực sự cần thiết thì chúng ta sẽ gắn quyền, và để đảm bảo an toàn ấy, thì những cái quyền liên quan đến public chúng ta thu hồi luôn nhé, tất cả cái liên quan public thu hồi luôn, public là tất cả các user có thể sử dụng được. Rồi chúng ta cũng với các cái kết nối từ mạng ấy, từ bên ngoài vào, chúng ta dùng exclusive, chúng ta chỉ cho phép đúng cái IP đó truy cập vào. Và với cái thư mục liên quan đến Oracle trong hệ điều hành, chúng ta cũng gắn quyền cho nó phù hợp, không cho cái user lại như bình thường là truy cập vào, tránh như là người ta xóa các cái file cấu hình thì đó dẫn lỗi cơ sở liệu. Và những cái user quản trị thì chúng ta cũng hạn chế những user tối thiểu, một user backup hoặc thêm user backup mà thôi. Chúng ta trả lời một số câu hỏi này. Mọi mật khẩu được tạo trong cơ sở liệu Oracle theo mặc định, không được chữ hoa lệ thường, có biệt chữ hoa lệ thường nhé. Dạ. Rule trong cơ sở dữ liệu, chúng ta có thể bật tắt chứa quyền hệ thống và object sở hữu bởi người dùng tạo ra. Sai. Không được bảo vệ bằng mật khẩu, có dùng mật khẩu được, cũng sai, như vậy là AB nhé. Resource limit và fail các dạng mật khẩu được bỏ qua. Sai nhé. Resource limit và fail ấy, thì cái phần mà không liên quan đến mật khẩu, nó sai. Áp dụng với tối thiểu hóa quyền không đủ để có dữ liệu an toàn. Ngoài cái tối thiểu hóa quyền thì chúng ta còn rất nhiều cái giải pháp khác để đảm bảo an toàn cho cơ sở dữ liệu. Rồi đúng. Như vậy là bài hôm nay chúng ta đã học được cách để tạo và quản lý các cái quyền của người dùng cơ sở dữ liệu. Rồi để chúng ta xác thực người dùng này, chúng ta gắn vùng lưu trữ mặc định cho người dùng này, chúng ta gắn vào phần quyền cho người dùng, chúng ta tạo các role, tạo các profile và thực thi các tính năng về mật khẩu. Rồi chúng ta cũng quản lý cái tài nguyên của người dùng, cho phép người dùng được sử dụng CPU trên mỗi một lời gọi là bao nhiêu, mỗi câu lệnh là bao nhiêu, dùng private NGA là bao nhiêu, vân vân. Thì trong phần thực hành này chúng ta sẽ tạo một cái profile này, tạo hai cái role, Hunter Class và Hunter Manager, chúng tạo 4 người dùng mới. Chúng ta thực hành nhé.